Hello, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay thì em lại đang chuẩn bị về thêm một con Mitsubishi Challenger 2018 phiên bản số tự động biển thành phố Hồ Chí Minh. Đó, con xe biển cũng khá là đẹp này. Anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh mua con xe thì đỡ được cái tiền biển rất là nhiều anh em nhé. Và cái màu đỏ này thì rất là nhiều anh em thích luôn. Đó thì bây giờ em vừa đang cho đi spa này anh em nhé. Đó thì em sẵn đây em quay cho anh em luôn để anh em xem luôn. Đó, một con Mitsubishi Challenger 2018 này. Con xe này một chủ mà xe mới đi được hơn 3 vạn anh em nhé. Hơn 3 vạn thôi. Đó, sàn trước là sạch sẽ. Em đang tặng cho anh em một bộ thảm lót sàn 5D này. Đó, màn hình rồi cam hành trình thì có đầy đủ hết rồi. Đó, anh em thấy phần vô lăng này. 2018 mới đi hơn 3 vạn anh em nhé. Mới đi hơn 3 vạn lốp theo xe cả dàn. Đây, anh em lại thấy không? Đó, quá tuyệt vời luôn anh em nhé. Anh em nào mua được con xe này mà sử dụng cho gia đình thì cực kỳ là hợp lý. Xe zin nguyên bản, bao anh em test toàn quốc. Đây anh em nhé, 2018 anh em nhé. Đây những cái gioăng cửa này anh em thấy như mới, ghế da, lót sàn da, màn hình cam hành trình đầy đủ, sedan 5 chỗ rộng rãi, phiên bản số tự động. Đây anh em này, đấy, chủ số đẹp không, long lanh luôn. Đó, quá đẹp luôn anh em nhé. Con xe này về chất xe thì khỏi bàn luôn. Đó, em đang đi cho đi hút bụi rồi lau chùi rồi bắt đầu chuẩn bị lên bộ lót sàn này cho anh em, tặng anh em nhé. Rồi trần nỉ này, đấy. Đó, trần nỉ nhá. Đây ghế này, chất xe quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Đấy, con này là nhập khẩu nguyên chiếc anh em nhé, nhập khẩu nguyên chiếc phiên bản số tự động máy 1.2. Đây, phía sau này thì được gắn thêm các cái mắt cảm biến này, cam lùi này anh em nhé. Rồi để em mở cốp phía sau này là cho anh em, để anh em xem này. Mức tiêu thụ nhiên liệu con xe này tại sao là được nhiều người sử dụng lựa chọn trong xe này? Tại vì mức tiêu thụ nhiên liệu của nó hơn 4 lít và 5 lít thôi, khoảng 6 lít nếu mà anh đi em đi trong đô thị, khoảng 6 lít thôi. Đó, một số tự động anh em nhé. Nó nên được cái dòng xe này, được tại sao những anh em dịch vụ hoặc là những anh em gia đình lựa chọn cái dòng xe này rất là nhiều. Đó, anh em thấy không? Nên chi tiết ở trên xe này quá đẹp, quá tuyệt vời. Xe thì không thể nào mà chê vào đâu được anh em nhé. Đó, spa sạch sẽ rồi đây. Anh em thấy này, nguyên bản anh em nhé. Xe không một lỗi nhỏ cho anh em. Anh em về sẵn sử dụng đổ xăng đây. Có chùm này, anh em thấy cái nỉ ở lốp sơ cua phía sau này. Như mới ở trong xe hãng mới ra nhá. Đây lốp sơ cua này. Đấy. Quá đẹp, quá tuyệt vời, anh em không chê được con xe này, em đảm bảo với anh em lên này, anh em nhìn thích cái màu đỏ này thì được anh em sử dụng săn đón rất là nhiều. Đấy anh em ha. Rồi chút nữa đây này, còn anh em thấy những con ốc này này. Đó, những con ốc này này. Đó, những con ốc này anh em nhé. Còn nguyên chấm sơn nha anh em nhé. Đấy, bây giờ em để nổ máy lên cho anh em xem này. Đây anh em này thấy không? Mới đi 3 vạn 2 thôi anh em nhé. Đó, màn hình này, cam re này, cam hành trình đầy đủ hết anh em nhé. Cam hành trình đầy đủ hết đấy. Màn hình này, mũ số này, rất đẹp mới nhá. Tiếp theo thì bây giờ em sẽ mở đến phần khoang máy cho anh em. Đây anh em thấy những cái chấm sơn này. Đó, chấm sơn trong hãng là còn nguyên hết anh em nhé. Ốc này chưa có chạm, mới đi hơn 3 vạn thôi. Đó anh em thấy không? Các cái chi tiết trên xe này cực kỳ là đẹp luôn. Đó, xe thì khỏi chê. Nếu mà anh em nào mà đi gia đình mua được những con xe này với gọi là siêu chất anh em nhé, cực kỳ là chất luôn. Đăng kiểm thì đến tháng 3 năm 2024. Ui rồi ơi, máy này anh em ơi, máy quá đẹp luôn anh em ơi. Đây anh em này, ốc lắp cabo này nó còn nguyên thế này. Này anh em này, cái mút chống nóng này anh em này, mới tinh này. Ốc gác này. Đây anh em thấy không? Quá đẹp, quá tuyệt vời anh em ơi. 2018 phiên bản số tự động. Đó, đèn này anh em, đèn này như mới. Một con xe như trong hãng mới ra luôn anh em nhé. Các cái đường chỉ chiếc này sơn zin còn 100% anh em nhé, chưa có dặm tút chỗ nào luôn nha anh em nhé.
chưa dặm tút luôn anh em ạ. Đây này, có những cái vết chầy này bên em còn chưa sơn dặm tút lại này. Em để nguyên như thế này để cho nước sơn nó zin lại đây. Những cái chầy này. Đó. Em để nguyên như thế này để cho sơn zin nguyên xe này anh em nhá. Đó, có những cái vết chầy đây đây thế này. Đó. Em để nguyên anh em nhá. Để nguyên cho anh em để anh em có nước có xe nước sơn zin 100%. Xi nhan bao rẽ tích hợp gương này, phim nhiệt rồi vè mưa đầy đủ nhá. Đăng kiểm đây anh em này, đến tháng 3 năm 2024 nhá. Đăng kiểm còn rất là dài. Đấy, anh em nào mà thích con xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với em theo hai số hotline quen thuộc là 0936793793 và 0969711411. Đó, em sẽ gửi thông tin chi tiết giấy tờ pháp lý về con xe này cho anh em để anh em tham khảo nhá. Rồi, anh em lần đầu tiên mà xem video của em thì anh em nhớ ủng hộ em bằng cách là nhấn chuông và like để có thể cập nhật được tất cả những video mới nhất về những cái dòng xe của bên em nhá. Rồi, em xin chào và hẹn lại anh em. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ nhá. Quá đẹp anh em ạ.